Chào mừng quý vị và các bạn đến với Lời Sống Hằng Ngày. Phiên bản ghi âm được thực hiện bởi mục vụ Our Daily Bread. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Trưởng thành thật sự. Dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Phi-e rơ nhì, đoạn 3, từ câu 14 đến câu 18. Vậy, thưa anh em yêu dấu, trong khi trông đợi những điều đó, anh em phải cố hết sức để Ngài thấy anh em không tì vết, không có gì đáng trách và sống trong sự bình an. Hãy nhớ rằng sự kiên nhẫn của Chúa chúng ta là vì sự cứu chuộc của anh em. Cũng như Phao-lô, người anh yêu dấu của chúng ta, đã viết cho anh em theo sự khôn ngoan được ban cho mình. Trong tất cả các thư tín, ông đều đề cập đến những điều này. Các thư của ông có một vài điều khó hiểu mà những kẻ dốt nát và không vững vàng đã xuyên tạc, như họ đã làm với các phần khác trong Kinh Thánh, để chuốc lấy sự hủy diệt cho chính mình. Thưa anh em yêu dấu, anh em đã biết trước điều này. Vậy hãy thận trọng, kẻo anh em cũng bị lôi cuốn theo sự lầm lạc của những kẻ gian ác đó mà đánh mất lòng kiên quyết của mình. Nhưng hãy tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Cầu xin vinh quang thuộc về Ngài từ nay cho đến đời đời. Amen. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Phi-e rơ nhì, đoạn 3, câu 18. Nhưng hãy tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Mục sư Watson John nhớ lại lúc ông mới tập chạy xe đạp. Khi bố đang đi theo bên cạnh thì cậu bé Watson lúc nhỏ thấy mấy bạn gái ngồi ngoài cổng liền nói: "Bố ơi, con chạy được rồi." Nhưng cậu không chạy được. Cậu đã nhận ra cách muộn màng rằng cậu vẫn chưa biết cách giữ thăng bằng mà không cần có bố đi bên cạnh. Cậu bé vẫn chưa trưởng thành như mình nghĩ. Cha Thiên Thượng mong muốn chúng ta lớn lên và trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ. Nhưng sự trưởng thành thuộc linh khác với sự trưởng thành tự nhiên. Cha mẹ nuôi dạy con cái để chúng có thể tự lập, để không còn phụ thuộc vào cha mẹ nữa. Còn Cha Thiên Thượng giúp chúng ta trưởng thành để phụ thuộc vào Ngài nhiều hơn. Sứ đồ Phi-e-rơ mở đầu bức thư bằng lời hứa về ân điển và bình an nhờ sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta. Và ông kết thúc bằng cách thúc giục chúng ta tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Cơ đốc nhân trưởng thành sẽ càng thấy mình cần Chúa Giê-xu hơn. Mục sư Watson cảnh báo: "Một số người cứ gạt tay Chúa Giê-xu ra khỏi tay lái của cuộc đời mình. Như thể chúng ta không cần đôi bàn tay mạnh mẽ của Ngài giữ chúng ta, nâng đỡ và ôm lấy khi chúng ta chao đảo và vấp ngã. Càng tăng trưởng, chúng ta càng phụ thuộc vào Đấng Christ. Chúng ta chỉ tăng trưởng bằng cách đâm rễ sâu hơn trong ân điển và sự hiểu biết về Ngài." Bạn cảm thấy mình phụ thuộc vào Chúa Giê-xu ở lĩnh vực nào? Điều đó cho thấy bạn trưởng thành ra sao? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Chúa Giê-xu ơi, cảm ơn Ngài đã luôn đi bên cạnh con khi con tăng trưởng trong mối liên hệ với Ngài. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm Lời Sống Hằng Ngày. Chương trình được thực hiện bởi mục vụ Our Daily Bread.